Thưa quý vị, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nhiệm vụ cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia. Còn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định chuyển đổi số là nền tảng quan trọng trong giai đoạn xây dựng phát triển 2021-2025 và đang ráo riết triển khai ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Để Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số mà còn hướng đến tầm khu vực và quốc tế. Hòa cùng xu thế chung của các ngành, lĩnh vực khác, ngành nông nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu cũng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, góp phần vào thành quả chuyển đổi số chung của tỉnh. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông ạ, thời gian qua việc chuyển đổi số được nhắc đến nhiều trong mọi lĩnh vực, và trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, thì ông có thể cho biết rõ hơn về điều này thuộc lĩnh vực của mình phụ trách ạ? Thì trước cái cơ hội cũng như cái thách thức đặt ra là ngành nông nghiệp phải tập trung vào cái chuyển đổi số. Cụ thể là trong cái trồng trọt, chăn nuôi, kể cả thủy sản, thì đòi hỏi là người nông dân phải thích ứng trong cái việc điều hành tổ chức sản xuất trên những cái phương tiện thông minh. Và chúng ta điều hành là trên cái cơ sở nền tảng của cái kỹ thuật công nghệ và những mô hình mà có thể đạt được những cái sản lượng cũng như những giá trị gia tăng cao, thì phải được tích hợp và phải được là giới thiệu quảng bá và đưa vào tổ chức là tiêu thụ thương mại điện tử. Thì chính những cái mấu chốt đó là những cái chuỗi mà thiết lập, và để làm được cái chuỗi thiết lập thì chúng ta phải thiết lập một cái hệ thống quản lý toàn ngành toàn diện bằng những cái kỹ thuật, bằng những cái ứng dụng cụ thể trên các cái app mà điều hành sản xuất cũng như thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Thì có như vậy thì mới đảm bảo là tổ chức sản xuất của chúng ta có hiệu quả và chúng ta kiểm soát được tất cả những cái nguồn vật tư một cách có hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất. Và sản phẩm của chúng ta làm ra thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái giá trị cao. Như ông vừa phân tích thì chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Vậy thì ngành nông nghiệp tỉnh đã chuẩn bị gì và triển khai ra sao trong quá trình chuyển đổi số ạ? Và bước đầu trong quá trình thực hiện thì có gặp khó khăn gì không thưa ông? Thì cái chuyển đổi số đó trên lĩnh vực nông nghiệp thì đã và triển khai là trong nhiều năm nay. Tuy nhiên là vì cái việc tổ chức nhỏ lẻ manh mún rời rạc là chúng ta chưa có một cái tích hợp, một cái bài bản. Vì vậy chúng ta hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, thì đòi hỏi là ngành phải hướng dẫn cho bà con nông dân các cái quy trình, các cái kỹ thuật canh tác. Và đặc biệt là chúng ta phải đưa cái giống mới vào, thích ứng với cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện cái việc cấp mã vùng trồng. Cái vấn đề thứ ba nữa là trong cái ứng dụng công nghệ cũng như đưa các cái kỹ thuật dựa vào các cái mô hình mà chúng ta đã gặt hái được những cái thành công và những cái mô hình tiên tiến mà nó đảm bảo được vừa tiết kiệm được chi phí, vừa tiết kiệm được nhân công và tạo ra những cái giá trị sản lượng lớn. Ngoài ra thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại quy hoạch cái cơ cấu giống, rồi có các cái ngành hàng theo cái điều kiện thực tiễn của địa bàn. Chúng ta tận dụng tối đa cái đất đai để mà chúng ta tạo ra những cái sản phẩm là hết sức có giá trị, đưa cái nông nghiệp của chúng ta là tiến tới là nông nghiệp là hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, và từ đó chúng ta thiết lập thành những cái vùng nông nghiệp sản xuất theo cái hướng thông minh. Với những thực tại và khó khăn như trên thì theo ông, để việc chuyển đổi số tiếp tục được thực hiện đồng bộ và hiệu quả thì ngành nông nghiệp có giải pháp gì và tập trung vào nội dung lĩnh vực nào nhất ạ? Chúng ta phải cập nhật cái hạ tầng số của ngành nông nghiệp trên các cái lĩnh vực chủ lực trồng trọt, chăn nuôi và kể cả thủy sản. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tích hợp những cái phần mềm hiện có vào trong cái khung quản lý, quản trị, điều hành chung. Cái việc thứ ba nữa là chúng ta tính toán toàn bộ cái nguồn lực để mà đầu tư cho cái chuyển đổi số này, gắn liền với cái đào tạo lại cái nguồn cán bộ. Thì đó là những cái việc mà chúng ta phải tập trung làm là ngay từ đầu và thành một cái kế hoạch dài hạn, để từ đó chúng ta mới đem lại một cái hiệu quả trong công tác điều hành và chuyển đổi số của ngành nông nghiệp nói chung và tỉnh Bà Rịa chúng ta nói riêng. Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn này ạ. Thưa quý vị, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực đời sống. Đối với Bà Rịa Vũng Tàu, nông nghiệp là một trong bốn trụ cột kinh tế, nên việc chuyển đổi số càng có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa và mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững.
Tuy nhiên, chuyển đổi số là cuộc cách mạng lớn nên không thể nóng vội và càng không thể chạy theo phong trào. Với nông nghiệp thì cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể như là ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc nông sản, quản lý việc làm nông qua smartphone, giao dịch nông sản trên chợ điện tử, v.v. Điều này sẽ giúp cho nông dân tiếp cận số hóa dễ dàng, thuận tiện hơn và từ đó thay đổi tư duy, nhận thức, mạnh dạn hơn khi tham gia nông nghiệp thông minh.